Để bắt đầu cho các hoạt động Phật sự năm Quý Mão, sáng ngày 7 tháng 2 năm 2023 nhằm ngày 17 tháng Giêng, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã tổ chức phiên họp triển khai một số Phật sự quan trọng Quý I. Phiên họp diễn ra tại văn phòng Ban trị sự Chùa Vĩnh Tràng, thành phố Mỹ Tho, dưới sự chủ tọa của Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Khai mạc phiên họp, Thượng tọa Thích Quảng Lộc nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề của nhiệm kỳ 10, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phải tiến hành thực thi nghị quyết Đại hội Phật giáo tỉnh, nghị quyết Đại hội Phật giáo toàn quốc và triển khai hiến chương giáo hội vừa được tu chỉnh, cũng như thực hiện một số Phật sự trọng tâm như kế hoạch đã được đề ra. Đại đức Thích Huệ Phát, Chánh thư ký kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo, báo cáo một số hoạt động trọng tâm của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trước và sau Tết Nguyên đán. Theo đó, các hoạt động chúc Tết theo truyền thống được Ban trị sự thực hiện trang trọng. Trong dịp Tết cổ truyền Quý Mão, tình hình đón xuân tại các tự viện diễn ra an toàn, lành mạnh và vui tươi. Công tác hỗ trợ bà con nghèo trong dịp Tết Nguyên đán 2023, toàn tỉnh đạt trên 21 tỷ đồng. Phiên họp cũng triển khai kế hoạch tổ chức Đại giới đàn Huệ Đăng dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 8 năm 2023. Lễ trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm, lễ tốt nghiệp lớp nâng cao nghiệp vụ trụ trì khóa 1 2020-2022, lễ tốt nghiệp cao đẳng Phật học khóa 4 2020-2022 sẽ tổ chức chung vào ngày 1 tháng 3 năm 2023. Pháp hội Dược sư của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang sẽ tổ chức từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 2 năm 2023, nhằm ngày 21 đến ngày 28 tháng Giêng năm Quý Mão tại chùa Vĩnh Tràng. Mỗi ngày, Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử sẽ luân phiên trì tụng kinh văn Dược sư bổn nguyện công đức, huân tu công đức hồi hướng, nguyện cầu thế giới hòa bình, quốc gia hưng thịnh, muôn dân an lạc. Đến ngày cuối khóa sẽ tổ chức cúng dường ngũ bách tăng, nghi thức cổ Phật, khất thực trong khuôn viên chùa Vĩnh Tràng. Thượng tọa Thích Quảng Lộc cũng triển khai một số công tác của ngành tăng sự để cùng với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện thị thành trong tỉnh thực hiện đồng bộ và đạt hiệu quả trong thời gian tới. Thay mặt lãnh đạo các ban ngành, bà Bùi Thị Mai, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, ghi nhận những đóng góp thiết thực về công tác từ thiện xã hội của Ban trị sự và các tự viện trong dịp xuân Quý Mão, công tác tổ chức lễ hội và vui xuân lành mạnh. Ông Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang cũng thông báo tình hình hoạt động chung của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh và có một số kiến nghị chuyên ngành để Ban trị sự và Chư Tăng Ni đăng ký tham gia thi đua trong thời gian tới. Đúc kết tại phiên họp, Thượng tọa Thích Quảng Lộc hoan hỷ với tinh thần làm việc và những góp ý chân thành, thẳng thắn của Chư Tôn Đức cùng quý quan khách. Thượng tọa chúc Chư Tôn Đức và quý vị khách quý luôn nhiều sức khỏe, thành tựu trong công tác và an lạc trong đời sống.